tất cả các vị khách mời quý của Từ Vinh Phái Đoàn Úc. Đặc biệt tôi xin kế tiếp, tôi xin cảm ơn ông Gary Scotland là chủ tịch của tập đoàn quỹ đầu tư quý vị và đặc biệt là các đơn vị đồng hành đối tác của Express và của Femi tại Việt Nam. Tôi xin cảm ơn điều rất ngắn về Express Group. Thì bản thân tôi sang Úc năm 1990, tôi trở lại của những nhà đầu tư, đặc biệt từ thị trường châu Á muốn xâm nhập vào thị trường, đạt được những điều họ mong muốn, đó là kinh doanh đầu tư định cư. Và hơn thế nữa thì quý vị khai thác thị trường giữa Úc và Việt Nam một cách hiệu quả và thành công. Tiềm thân của Express Group là Express tôi bắt đầu từ năm 2005 và tôi đã làm thành lào và hỗ trợ. Ngoài ra thì chúng tôi có East West Consulting chuyên về đầu tư bất động sản như là East West. Và điều đặc biệt nữa là chúng tôi rất là vinh dự được trở thành đối tác chiến lược của tập đoàn quỹ đầu tư Femi. Thì East West Group trong đó bao gồm Asset Management International, tập đoàn Compass Global Market, Investorland giới, thì người ta ghi nhận rằng nước Úc là quốc gia liên tục trong 2 năm vừa qua là nơi đứng đầu bản đồ thế giới, đặc biệt là Úc rất gần gũi với châu Á hoặc là Việt Nam, từ Việt Nam sang Úc. Đưa ra cái đề nghị và họ sẽ gia tăng cái nguồn đầu tư từ investment and also potentially as future residents. We're very proud to be a multicultural. You can see in this slide here that our economy is bigger than some nations alone, so our state economy. We've had about 26 years of continuous and it means that you can trust the environment in which you operate, so we're very pleased about that, and we think that so speaking of attractive investment destinations, choose New South Wales to start their business. Which sets us apart in the region, and it's something New South Wales as a place of residence too. So we're a very diverse